Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Sự kiện trong tuần cùng Ngọc Ánh và nhà báo Đoàn Trọng. Và chương trình Sự kiện trong tuần trong những ngày tháng qua được rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm và ủng hộ. Và để thực hiện chương trình thành công thì không thể thiếu đến nhà báo Đoàn Trọng, và Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến nhà báo Đoàn Trọng. Vâng, cảm ơn cô. Như vậy là tôi đã có cơ hội làm việc chung với cô qua một cái đề tài gọi là sự kiện trong tuần. Hôm nay thì một lần nữa được gặp cô, và hy vọng hôm nay cô sẽ đưa ra một cái vài đề tài có thể nói hấp dẫn và nó liên quan đến chúng ta trong tuần lễ này. Dạ vâng, trong tuần lễ này thì Ngọc Ánh cũng muốn đem đến một cái câu chuyện mà đang khiến cho rất nhiều người Việt chúng ta quan tâm, đặc biệt là câu chuyện người Việt tại hải ngoại. Thì nhà báo Đoàn Trọng có thấy cái vấn đề là hiện tại du học sinh Việt Nam của chúng ta ngày càng xuất hiện rất nhiều nơi trên thế giới, không chỉ là ở Mỹ mà có Hàn Quốc, Trung Quốc, rồi Đức, rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thì nhà báo Đoàn Trọng nghĩ sao về việc này ạ? Vâng, lại nhìn chúng ta có cái niềm hy vọng ở vào một cái gọi là cái thời điểm người Việt chúng ta có cái cơ hội đi học hành ở khắp nơi trên thế giới. Thì chắc cô cũng là một sinh viên của một cái trường học tên tuổi ở đây, thì cô cũng hiểu nếu chúng ta có cơ hội gặp gỡ tất cả các sinh viên ở những khắp nơi trên thế giới, thì cái cơ hội trao đổi về cái nền tảng giáo dục và có thể nói trao đổi về cái đời sống cũng có giá trị của con người, của người Việt Nam của chúng ta đến với khắp nơi thế giới, thì tôi nghĩ rằng dưới một cặp mắt của tôi nhìn thì tôi thấy rằng đó là một cái niềm hy vọng và đó là một cái sự thành công để cho người ta biết người Việt chúng ta hiện nay như thế nào. Dạ vâng, rất là cảm ơn nhà báo Đoàn Trọng đã chia sẻ. Tại vì trong những ngày vừa qua thì việc là du học sinh đi đến những quốc gia khác trên thế giới, và đặc biệt là du học sinh Việt Nam đang gặp phải một vấn đề mà khiến cho rất nhiều các bạn trẻ hiện giờ vẫn đang cảm thấy muốn đứng lên cho quyền đòi công bằng của mình. Tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta thì có vẻ như là câu chuyện này vẫn chưa được biết đến rộng rãi quá nhiều. Đối với những người gọi là lớn tuổi trung niên, đối với các bạn trẻ như là Ngọc Ánh hay như nhà báo Đoàn Trọng, chúng ta cập nhật mỗi ngày ở trên mạng xã hội, ở trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên thì những người lớn tuổi như là ba mẹ của bọn họ thì vẫn chưa thật thể nào mà nghĩ sâu xa hơn về vấn đề nhân quyền của du học sinh tại nước ngoài, không chỉ là du học sinh mà còn rất nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô Ngọc Ánh khi cô đem một cái đề tài rất là quan trọng cho những giới trẻ và ngay cả những người Việt chúng ta. Ngày hôm nay thì tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã giang cái vòng tay đón nhận tất cả các du học sinh Việt Nam đến để thực tập, đến học hỏi, để trao đổi và để trao đổi cái kiến thức, cũng giống như là có cơ hội tiếp xúc với người dân bản xứ. Theo cái sự hiểu biết của tôi thì tất cả một số lớn những người sinh viên họ đến yêu chuộng nhiều nhất là họ đi học tại Hoa Kỳ. Dạ đúng rồi. Kế đến là tại Anh. Dạ. Anh, và bên đó thì cũng có một số rất là nhiều sinh viên đã có một cái thời kỳ học ở bên Cộng hòa Liên bang Xô Viết ngày xưa và bây giờ là Nga. Dạ. Rồi có một số lớn học ở tại Pháp. Một số lớn học ở Canada, Australia, thì phần lớn thì ở Trung Quốc. Nhưng mà theo hiểu biết của tôi thì phần lớn tất cả các du học sinh Việt Nam đều đi học ở những cái nước gọi là thế giới tự do nhiều hơn là những quốc gia hiện nay đang có chế độ cộng sản. Dạ vâng, và hiện tại thì một trong những cái cuốn phim mà Ngọc Ánh cũng vừa được giới thiệu, một cuốn phim rất là hay của sự kết hợp giữa hai quốc gia Nhật và Việt Nam. Khi mà kể về một cái câu chuyện của ba người phụ nữ, và ba người phụ nữ là du học sinh đi sang Nhật và sau đó trở thành một trong những cư dân bất hợp pháp tại Nhật bởi vì là phải hoạt động làm việc tại đó. Và ba nhân vật này xoay quanh câu chuyện như là An, Như và Phương, khi mà ba cô gái này phải ở trên biển, trôi lên đên trên biển trong một thời gian và sau đó định cư tại Nhật. Tuy nhiên, việc mà khiến cho cuốn phim này trở nên xuất sắc nhiều hơn đó chính là về việc các cô gái phải đấu tranh để mà sống còn giữa cái việc như là bị đàn áp, áp bức và dẫn đến một trong những nhân vật đó có thai. Và việc cuối cùng là các cô cũng không thể nào giữ lại được đứa con của mình. Thì không biết là nhà báo Đoàn Trọng có nghe qua về bộ phim đó hay không? Bộ phim đó có tên là Along with the Sea. Ok, tôi có nghe cuốn phim Along with the Sea là một trong những cuốn phim của nhà đạo diễn nổi tiếng của Nhật Fukimono. Dạ đúng ạ. Ông ta đưa ra một cái đề tài, đó là một cái sự bất công, một cái sự tước đi cái giá trị của con người bởi những người sinh viên Việt Nam được trao đổi thực tập bởi một cái trường học ở tại Nhật Bản. Dạ vâng. Và sau đó vì cái vấn đề không hiểu như thế nào, đây là vấn đề cuốn phim thì tôi chưa nói cái đề tài chính thức, nhưng phim nói lên cái giá trị của con người đã không được tôn trọng khi mà tất cả những người sinh viên họ qua học và họ bắt buộc họ phải đi làm. Và khi họ đi làm thì có thể nói một cái điều kiện lao động không có ai thể chấp nhận như là một cái quốc gia tại Nhật Bản được. Đúng. Nhưng cái điều mà ông Fukimono muốn nói đến là thế giới hình như quên hẳn tất cả những người này. Đó là một trong những cái vấn đề trái ngược lại với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ban hành vào năm 1948. Cái giá trị của con người bất cứ ở nơi nào, mọi người sinh ra lớn lên đều được bình đẳng với nhau, kể cả nam lẫn nữ, không phân biệt là giới tính, không phân biệt là chủng tộc,
không phân biệt là màu da, không phân biệt là tôn giáo và không phân biệt là quan điểm chính trị. Bởi thế cô thấy rằng tổ chức của Liên Hợp Quốc có một cái cơ quan gọi là UNHCR. Cái UNHCR là một trong những cái tổ chức người ta để bảo vệ những người tị nạn. Khi mà những người tị nạn này họ không được bảo vệ bởi cái quyền gọi là con người theo cái hiến chương quốc tế nhân quyền, thì đó là cái lý do mà chúng ta có mặt ngày hôm nay, vì chúng ta ra đi đến những cái trại tị nạn. Thế trở lại cái đề tài mà tôi cảm ơn cô, hôm nay cô lại nghĩ ra một cái đề tài rất hay. Dạ. Cái việc trước tiên là cô Ngọc Ánh thấy hiện nay và trong quá khứ, có thể là tương lai, ở cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại luôn luôn đề cập đến vấn đề nhân quyền. Dạ, vâng. Và có thể nói vấn đề nhân quyền là một trong cái sự kiện là chìa khóa để trao đổi tất cả các vấn đề, đặc biệt bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dạ vâng. Đó là một cái đề tài hàng đầu. Và ngày nay cô thấy vấn đề nhân quyền đối với những người Ngô Nhĩ ở tại Trung Quốc cũng là một cái đề tài để chúng ta có thể nói đòi hỏi Trung Quốc phải thực thi tất cả những cái điều gì mà bản quốc tế, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đưa ra. Thế thì bây giờ chúng tôi hỏi lại cô Hồng Tử, cô Ngọc Ánh như thế này. Thế cô thấy người Việt chúng ta luôn luôn tranh đấu cho cái vấn đề nhân quyền, đặc biệt cho những người dân Việt Nam. Hôm nay chúng ta đề cập đến những người sinh viên. Thế họ có tập trung, họ có hướng về những cái vấn đề những người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới bị ngược đãi, tước đi cái quyền con người, họ có để quan tâm đến đó hay không? Đến tận thời điểm hiện tại thì Ngọc Ánh nghĩ một điều rằng là mặc dù vẫn được biết đến nhiều hơn, vẫn được các truyền thông, báo chí gọi là đấu tranh nhiều hơn cho cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, cũng giống như là những sinh viên hay là những các bạn trẻ đi khắp nơi trên thế giới để mà chúng ta có thể học tập để làm việc. Tuy nhiên, việc mà khiến cho Ngọc Ánh cảm thấy khá là đau lòng là vấn đề về các bạn du học sinh bị đối xử khá là bất công, bị tước đi nhân quyền rất là nhiều bởi vì cái câu nói là kỳ thị chủng tộc, hay còn gọi là racism. Yeah. Khi mà chúng ta dùng cái term tiếng Anh. Và Ngọc Ánh để ý rằng là không chỉ có Hoa Kỳ đâu, nhà báo Đoàn Trọng rất là nhiều nơi trên thế giới. Ngọc Ánh cũng xem rất là nhiều các YouTuber mà họ đã từng là du học sinh khi mà đi sang nước khác học. Thì cái câu nói mà khiến cho rất nhiều du học sinh cảm thấy đau lòng đó chính là cút về đất nước của các bạn đi. Và câu nói này phải dùng từ nghĩa nặng hơn, tại vì mình ở trên truyền hình thì Ngọc Ánh sẽ dùng những từ ngữ lịch sự một chút xíu. Vâng. Và những câu nói này khiến cho các bạn du học sinh bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất, du học sinh đang bị đối xử vô cùng bất công, và không chỉ có người Việt mà rất nhiều các bạn du học sinh đến từ đất nước khác và họ không được tôn trọng bởi vì họ mang một quốc gia khác so với những người định cư đó. Cảm ơn cô Ngọc Ánh khi cô đề cập đến một trong những sự kiện làm rất đau lòng nhiều người Việt chúng ta ở hải ngoại. Chúng ta cảm ơn thời vận đã đưa chúng ta đến định cư tại một cái quốc gia mà cái giá trị của con người được tôn trọng. Dạ vâng. Và từ đó chúng ta luôn luôn đi hàng đầu trong những cái vấn đề quan tâm đến vấn đề nhân quyền của người Việt chúng ta ở tại Việt Nam, qua những cái giải thưởng trao đổi cho những nhà tranh đấu, cho những nhà có thể nói hoạt động về nhân quyền ở tại Việt Nam. Tôi không đi sâu vào vấn đề chính trị, tôi chỉ nói về vấn đề nhân quyền của con người mà thôi. Vâng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thiếu sót rất nhiều, người Việt hải ngoại chúng ta thiếu sót khi chúng ta, tôi không muốn nói đó là có dị ứng, nhưng chúng ta không quan tâm nhiều đến vấn đề một vài số sinh viên, con cháu của chúng ta hiện nay đang theo học ở những cái quốc gia như là Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Cộng hòa Liên bang Nga, Ukraine hay là bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Họ bị đối xử bất công. Họ bị chèn ép và có thể đưa vào những cái trại lao động, thì chắc có lẽ cô Ngọc Ánh cũng biết hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì người ta phải lao đầu đi làm để kiếm tiền, có thể nói để mà có thể trang trải cái học phí, cũng giống như là những ngày khó khăn trong cái cuộc sống ở tại hải ngoại. Nhưng điều đó có thể chấp nhận được khi tất cả những cái cơ chế làm việc bắt buộc người ta phải làm một ngày từ 12 cho đến 14 tiếng đầu tắt mặt tối và tước đi cái giá trị của sống con người. Tại sao chúng ta ở đây không bao giờ lên tiếng với vấn đề đó? Dạ vâng, thật sự ra mà nói, câu chuyện du học sinh vẫn đang là một câu chuyện khiến cho rất nhiều dư luận chia làm hai luồng ý kiến. Và bây giờ thì trước khi mà đến với những thông tin tiếp theo xung quanh chủ đề ngày hôm nay, vấn đề về nhân quyền và các du học sinh Việt Nam, thì Ngọc Ánh và nhà báo Đoàn Trọng sẽ tạm thời nghỉ lao cho phần thông tin thương mại nhé. Cao nguyên Gumsan, Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là gươm sang nhân sâm có chất lượng hàng đầu thế giới. FET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Vinachin Sang, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ.
Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Quán rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình sự kiện trong tuần. Và trở lại với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là vấn đề nhân quyền. Thì Ngọc Ánh cũng muốn nói lại câu chuyện của bộ phim Along with the Sea. Vậy thì kết cục của câu chuyện của các bạn trẻ nữ đến Nhật để mà lao động trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thì bộ phim đã bóc trần lên một sự thật là các bạn du học sinh khi mà đi sang Nhật thì bắt buộc đến cái kết quả cuối cùng là mang thai. Và khi mà mang thai như vậy thì các bạn vẫn không thể giữ lại được đứa con của mình, bởi vì thứ nhất là tình hình sức khỏe, thứ hai tình hình kinh tế và thứ ba là vấn đề về bị áp bức. Vậy thì bộ phim này đã đưa lên những hình ảnh về nhân quyền như thế nào, thì nhà báo Đặng Trọng nghĩ sao về bộ phim này? Thì trước tiên tôi muốn nghe cô Ngọc Anh nói lại cuốn phim với cái tựa đề của cuốn phim và tên của nhà đạo diễn đó như thế nào, và cái phim này nó được một cái giải thưởng gì? Và vâng, bộ phim này hiện tại đã được phát sóng vào tháng 3 năm 2021. Đây là liên hoan phim sự kiện quốc tế tại Nhật. Và bộ phim này kết hợp giữa hai quốc gia Nhật và Việt Nam. Và bộ phim sẽ lột trần lên rất là nhiều những cảnh tượng ngặt nghèo của các du học sinh khi mà họ phải sang Nhật trong cái hoàn cảnh là nhà nghèo khó khăn. Và họ là những sinh viên dân kỹ thuật. Và sau đó là khi mà ở lại người Nhật thì họ ở lại bất hợp pháp, bởi vấn đề cư dân, dân cư họ không có quốc tịch Nhật Bản. Và họ bị đối xử vô cùng bất công và đàn áp. Đặc biệt ở đây đó chính là hình ảnh người phụ nữ. Ở cuối cùng có một nhân vật trong bộ phim này phải mang thai bởi vì chịu cảnh áp bức quá nhiều, rồi sau đó là bị sexual abuse. Tuy nhiên cuối cùng cô vẫn không thể giữ lại được đứa con của mình. Nhưng mà đây là một bộ phim documentary. Dạ, tuy nhiên là một cái phim tài liệu. Tất cả những sự kiện đó nói lên cái sự thật mà những người này đang đối diện. Dạ, với vâng, những ngày rồi. Tháng của họ. Chúng phải là một bộ phim dàn dựng để, dạ, đưa ra mà đây là một cái bộ phim mà chúng tôi gọi là phim documentary, tuy nhiên là phim tài liệu. Dạ. Tôi cảm ơn cô Ngọc Ánh khi cô tìm một cái đề tài mà có thể nói đã là một cái đề tài để cho chúng ta tìm hiểu về cái đời sống mới, và chúng ta nên mở rộng cái tấm lòng của chúng ta và mở rộng tất cả những cái gì gọi là tương thân tương ái giữa con người với nhau, đặc biệt là người cùng chung con dòng cháu giống của chúng ta, đó là người Việt Nam chúng ta. Dạ vâng. Chúng ta không cần phải loại bỏ cái quan điểm người đó đến từ đâu, như thế nào, vì sao họ được đi ra đây, họ này kia nọ. Tôi không cần đi đến vấn đề đó. Dạ vâng. Họ là những người Việt đến ở Nhật Bản để đi thực tập, trao đổi, nghiên cứu sinh. Nhưng mà sau đó họ bị đi qua đầy qua đi làm những cái chỗ mà có thể nói thời gian khắc biệt khó khăn, họ không chịu được. Dạ đúng. Và cuối cùng thì họ đi phải đi lên bên phía của Nam, của Nhật và bắt đầu làm việc với một cái gọi là cái thời lượng khó khăn. Dạ đúng. Có thể nói đầu tắt mặt tối. Và cuối cùng chuyện tình cảm của một cô du học sinh đã có bầu. Dạ. Và cô không có đủ điều kiện, dạ, để đúng, giữ được đứa trẻ ở trong bụng của cô. Dạ đúng. Đây là một trong những cái vấn đề chúng ta đi vào một cái khúc ngoặt mới, mà đây là cái lúc chúng ta cần phải mở rộng. Và bao nhiêu cái đoàn thể ở đây, tôi sống ở Boston thì tôi có cái điều kiện thấy đi qua ở những cái gọi là cái parenthood, những cái nhà mà gọi là phá thai. Dạ đúng. Được hưởng quy chế tiền bạc. Họ luôn luôn bị những cái cuộc biểu tình, luôn luôn người ta bảo vệ nhân mạng của con người. Họ là những người được giáo hội công giáo ủng hộ một cách triệt để. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng nói đến vấn đề tối cao pháp viện đưa ra những gọi là cái quyết định về vấn đề cái quyền phá thai của người phụ nữ. Một vài tiểu bang có thể nói rất khắt khe, một vài tiểu bang thì còn dễ dãi. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là vấn đề chúng ta đã lên tiếng, chúng ta đã bảo vệ rất nhiều. Nhưng thế thì hỏi, có khi nào chúng ta quan tâm đến những người hiện nay đang bị áp nhức về vậy? Họ mong muốn giữ được cái bào thai của họ, nhưng rốt cuộc họ phải tìm cách để phá thai đi. Đó là cả một cái vấn đề có thể nói lương tâm của con người. Thì trở lại vấn đề hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến với cô Ngọc Ánh khi cô Ngọc Ánh đưa ra một cái đề tài. Thế tôi hỏi lại cô, cái nhân quyền chỉ được tôn trọng, chỉ được tranh đấu, chỉ người Việt hải ngoại chúng ta chỉ tập trung vào Việt Nam, hay là chúng ta phải tập trung ở khắp mọi nơi? Đây, nếu mà câu hỏi này thì Ngọc Ánh đã quá rõ ràng. Ngọc Ánh muốn người Việt chúng ta được công nhận ở khắp nơi trên thế giới. Tại vì khi mà Ngọc Ánh đọc qua một cái cuốn lịch sử, một cái cuốn phim nhỏ, thì trong đó có nói rằng là khi mà chúng ta đến một đất nước khác nhau thì cái người mà luôn được tôn trọng nhiều nhất đó chính là người da trắng, chứ không phải là người da màu. Tại bởi vì một số như quốc gia Trung Quốc cũng vậy, nếu như mà người Trung Quốc họ thấy một người nước ngoài, người da trắng bước vào trong một cái tiệm ăn hay là bước vào một quán bar, thì tự nhiên người da trắng đó sẽ được đối xử
gọi là cao cấp hơn so với rất nhiều những người khác, thậm chí là người Việt Nam hay thậm chí là người châu Á. Và nói chung là như vậy. Và tại sao chúng ta lại cho mình cái quyền cao hơn người khác trong khi chúng ta đều là con người? Thì đây là một trong những cái mà Ngọc Ánh cảm thấy là mặc dù đấu tranh cho nhân quyền, nhưng đến tận thời điểm hiện tại thì nhân quyền vẫn chưa hoàn toàn được thực thi một cách trọn vẹn. Vâng. Cái điều này có nghĩa rằng là chúng ta phải đi tiên phong với chính chúng ta trước. Dạ đúng. Và chúng ta phải bộc lộ cho thế giới biết rằng người Việt chúng ta ngày nay có mặt ở khắp nơi, và chúng tôi liên đối gọi là luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau để bảo vệ được cái quyền sống làm một người như tất cả những gì mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã đưa ra. Việc trước tiên khi bây giờ tôi đặt lại câu hỏi với cô Ngọc Ánh như thế này: nếu tất cả những sự kiện này cộng đồng người Việt chúng ta quan tâm đến, có một cái sự liên hệ chặt chẽ, bao nhiêu triệu người Việt ở đây lên tiếng với chính phủ Nhật, với ông thủ tướng Nhật, với quốc hội của Nhật, thì liệu tất cả những cái sự kiện này nó có xảy ra tồi tệ như vậy hay không? Thật sự ra mà nói, nếu như mà chúng ta đồng lòng đoàn kết hơn một chút xíu, chúng ta quan tâm nhiều hơn, thì chắc chắn câu chuyện này sẽ có một kết quả khác. Ngọc Ánh không biết là nhà báo Đoàn Trọng còn nhớ cái ví dụ như là Black Lives Matter, một trong những sự kiện mà về vấn đề người da đen. Và tại sao chúng ta lại mang câu chuyện này ở đây? Thứ nhất, Ngọc Ánh để ý rằng là trong sự kiện Black Lives Matter đó, mặc dù chúng ta có rất nhiều kết quả xấu có, tốt có và dẫn đến rất là nhiều cái hậu quả khác nhau, tuy nhiên việc mà Ngọc Ánh đánh giá rất cao trong cái hoạt động này đó chính là họ rất đoàn kết và họ muốn người da của họ, nước da của họ đó chính là người da đen, được công nhận nhiều hơn và được đối xử công bằng hơn tại nước Mỹ cũng giống như là nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì tại sao người Việt của chúng ta lại chưa thể thực thi được cái kế hoạch này, mặc dù sau đó đã có một cái campaign khác đó chính là Asian Hate Crime, tuy nhiên vẫn không được truyền tải hết tất cả các thông điệp bằng cái sự kiện Black Lives Matter đó. Dạ. Bởi thế hôm nay cô đưa một cái đề tài cuốn phim của nhà đạo diễn Fukimono viết về một cái phim documentary, tư phim tài liệu, đưa lên một cái hình ảnh của những người sinh viên Việt Nam của thực giới trẻ qua Nhật, là một cái quốc gia mà có thể nói chúng ta tôn trọng cái quyền con người, dân chủ rất nhiều, nhưng ở đó chính những người Việt ở đó đã bị ngược đãi và có thể nói đã không tôn trọng cái giá trị con người của họ. Mặc dù trong quá khứ chúng ta cũng hay phàn nàn, ô những người Việt đi đến những cái chỗ đó ăn cắp thế này, chúng ta không đề cập đến chuyện đó. Chuyện cá nhân của mọi người. Và đôi khi chúng ta còn phải mở rộng cái lòng thương, ô thế tại sao họ về đi làm cái công việc đó? Nhưng đó là cái chuyện xã hội, chúng tôi không đề cập đến chuyện xã hội. Chúng tôi đề cập đến giá trị của một con người, mà trong đó họ là người Việt như chúng ta. Mà hồi khi họ là người Việt như chúng ta, thì việc trước tiên với một cái sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, chúng ta phải đi hàng đầu. Chúng ta không thể nói chế trách những cái người Việt, ô như vậy như kia họ là từ Việt Nam qua không. Chúng ta phải mở rộng cái trái tim nhân hậu của chúng ta, đón họ vào và bảo vệ cho họ, cũng giống như là tạo cho họ có một cái tiếng nói. Và trên thế giới này, nếu chúng ta dập tắt được cái vấn đề mà gọi là đối xử bất công đối với những học sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản, thì tất cả quốc gia khác không bao giờ dám làm những cái điều mà quốc gia Nhật Bản đã làm trong quá khứ. Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với nhà báo Đoàn Trọng. Và sau khi cái chủ đề ngày hôm nay thì Ngọc Ánh hy vọng rằng là chúng ta sẽ để tâm nhiều hơn đến tất cả các người dân, mà không chỉ là du học sinh mà còn là những người dân xuất khẩu lao động tại các nước quốc gia trên thế giới khác nhau, như là Nhật Bản cũng có, Trung Quốc cũng có. Tại vì trước đó chúng ta đã có rất nhiều những câu chuyện bi thương về người dân xuất khẩu lao động, thì không biết là nhà báo Đoàn Trọng có nhớ một vài sự kiện về những người dân Việt Nam xuất khẩu lao động tại nước ngoài và họ đã phải chịu những cái cảnh cực khổ như thế nào, nhiều khi là cực khổ hơn so với du học sinh nữa. Thật sự mà nói đến cái vấn đề chúng ta cũng không nên đi quá xa, vì tất cả những cái sự kiện xuất khẩu lao động thì có một cái điều kiện giữa những cái quốc gia với nhau trao đổi lao động với nhau. Nhưng chúng tôi đề cập đến một cái sự kiện căn bản nhất là tất cả mọi người đều được tôn trọng và bảo vệ bởi bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ban hành bởi Liên Hợp Quốc vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Đó là cái lý do mà chúng tôi nói cái giá trị của con người được sống như tất cả những người khác. Ngay trở lại cái cộng đồng người Việt của chúng ta, đến bây giờ thì có thể nói đời sống của chúng ta tương đối ổn định hơn. Nhưng liệu cái giá trị của những người da vàng của chúng ta có được bảo đảm và có thể được tôn trọng như những người khác hay không? Câu hỏi đó đặt ra đến với cộng đồng người Việt và những người có thể nói lãnh đạo cộng đồng người Việt, những người mà đã từng là đại diện cho người Việt chúng ta, bớt đi cái sự chia rẽ và chúng ta quan tâm đến một cái vấn đề mới. Chúng ta cần phải được đối xử công bằng như tất cả những người khác, và không kể riêng gì như người Mỹ gốc Việt của chúng ta mà những người khắp nơi trên thế giới, nếu họ là người Việt chúng ta cũng phải cần quan tâm đến họ, vì đó là cái tiếng nói của con người. Dạ vâng, Ngọc Ánh hoàn toàn đồng ý với nhà báo Đoàn Trọng. Và bây giờ thì trước khi mà đến với những thông tin tiếp theo xung quanh câu chuyện sự kiện trong tuần ngày hôm nay, thì Ngọc Ánh và nhà báo Đoàn Trọng sẽ tạm thời nghỉ lao cho phần thông tin thương mại nha.
Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Sự Kiện Trong Tuần cùng Ngọc Ánh và Nhà Báo Đàng Trọng. Và rất cảm ơn Nhà Báo Đàng Trọng đã có rất là nhiều những sự kêu gọi, cũng giống như là quan tâm đến du học sinh Việt Nam, cũng giống như là rất nhiều các người Việt xuất khẩu lao động tại khắp nơi trên thế giới. Chúng ta vẫn yêu cầu có được một cái quyền tự do của con người và không ai có quyền tước đi điều đó cả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái chủ đề tiếp theo, vẫn hiện tại tại Việt Nam luôn. Wow. Đang gây sóng khắp nơi trên mạng xã hội. Không biết là Nhà Báo Đàng Trọng có nghe qua bộ phim Hẻm Cục Web Drama của nghệ sĩ Trấn Thành không ạ? Wow, cảm ơn cô Ngọc Ánh khi cô hỏi tôi về một vài sự kiện mà rất nhiều người quan tâm theo dõi đến ở tại Việt Nam. Thì lại nhiên tôi cũng có theo dõi, nhưng mà chắc cô cũng biết nghề nghiệp của tôi, mỗi buổi sáng phải theo dõi tất cả các sự kiện trên thế giới. Và đặc biệt hiện nay thì chúng ta nói đến về tình hình Ukraine, tình hình đến hôm nay tôi nói chuyện với cô thì cô biết rằng cả Hoa Kỳ đang chờ đợi một cái quyết định của Trung Quốc, của Hạ viện, để liệu có đủ ngân sách cho chính phủ hoạt động trong ngày mai. Thành bởi thế thì có thì có, nhưng mà có thể nó hoàn hảo lắm thì không được. Thế thì tôi muốn nghe cô nói cái chuyện nó như thế nào nè. Dạ vâng, câu chuyện vừa qua đó chính là trong vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi của người Việt Việt Nam chúng ta, thì nghệ sĩ Trấn Thành đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ qua một web drama có tên là Hẻm Cục và Đón Tết. Và chuyện sẽ không có chuyện gì hết cho đến khi tập 4 vừa qua có mượn câu chuyện trong bộ phim để mà nhắc về một sự kiện ở ngoài. Và hiện tại trong bộ phim này thì có nói đến một ý nghĩa mà Ngọc Ánh không biết rằng là chúng ta có đang hiểu sai cho các nghệ sĩ hay không, hay là thật sự ra chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta sẽ không được biết về những vấn đề này. Thế cô là người không phải là người trong cuộc, như là người trong có câu rất hay, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, có hiểu được người trong kẹt không? Cái này thì thật sự ra mà nói, cái câu chuyện này thì Ngọc Ánh cảm thấy rằng nghệ sĩ Trấn Thành là một nghệ sĩ rất là thông minh. Khi mà mượn rất nhiều những sự kiện, những cái câu chuyện trong đời sống, thậm chí là chính scandal của anh để đưa vào bộ phim này và quay ngược tình thế khiến cho khán giả ủng hộ nhiều hơn. Oh, wow. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì thiếu cái số lượng người đến vào xem cái những cái đề tài đó có đông không thưa? Dạ vâng, rất là đông ạ. Trong thời gian vừa qua thì bộ phim cũng đã đạt top 1 trending khắp nơi. Oh, wow. Thậm chí rằng là một trong những bộ phim mà phải nói là được đón xem rất là nhiều khi mà sử dụng cái hình ảnh rất là quen thuộc qua người Việt Nam của chúng ta, đó chính là hình ảnh người dân lao động trong một cái ngõ hẻm thôi. Dạ đúng, trong một cái ngõ hẻm rất là nhỏ mà họ nghiễm cột, tức nghĩa là không có đường ra, chỉ có đường vô thôi. Và sau đó muốn ra thì phải vòng lại. Và những câu chuyện này là những câu chuyện của những người dân xóm lao động khi mà họ cùng nhau trải qua những cái sự kiện trước ngày Tết. Và không biết rằng là Nhà Báo Đàng Trọng có biết hay không, trước đó thì nghệ sĩ Trấn Thành vừa mới dính một scandal cùng với một nữ đại gia rất là có tiếng. Sau câu chuyện ăn chặn tiền từ thiện, và rất là nhiều người đã đổ oan cho anh là đã ăn chặn tiền từ thiện. Thế tại sao cô biết là đổ oan? Không, tại vì thật sự Ngọc Ánh ở tận thời điểm hiện tại thì đến khi mà người Mỹ có một câu rất là hay, đó chính là innocent until proven, tức nghĩa là sẽ trong sạch cho đến khi phán quyết cuối cùng. Và khi đến nào có tòa án đưa ra mới Và đến tận thời điểm hiện tại thì phía cơ quan chức năng điều tra đã đưa ra một thông báo mà khiến cho dư luận cũng phải bàng hoàng, đó chính là trắng án dành cho các nghệ sĩ. Tuy nhiên là không đủ yếu tố để truy tố hoặc là buộc tội người ta về những cái tội gọi là tham lợi, gian lận về vấn đề tiền từ thiện, phải không? Dạ vâng, đúng vậy. Và rất là nhiều khán giả đang cho rằng là ý kiến này của bộ cơ quan chức năng điều tra là sai, bởi vì là họ đã tẩu tán tiền đi hết rồi. Tuy nhiên trong nội dung của bộ phim của Trấn Thành thì không hề nhắc gì đến vấn đề ăn chặn tiền từ thiện cả, mà chỉ mượn một câu chuyện đổ oan cho người khác qua một livestream của một nhân vật ở trên phim, và sau đó là tất cả mọi người đã đổ dồn vào cái nhân vật chính mà bị đưa lên livestream chỉ trích. Và vấn đề này thì đang nhắc đến không ai khác là CEO đang làm mưa làm gió khắp nơi, và khiến cho nhiều người nghĩ rằng là liệu chúng ta có nghĩ sai cho nghệ sĩ Trấn Thành trong vụ án vừa qua hay không. Tôi thì tôi có ý kiến, cũng là một người làm trong báo chí, một người cũng tôi cũng có điều kiện đi đây đi đó, tôi gặp sai hay đúng là cái quyền tự do ngôn luận của mọi người. Dạ đúng. Tất cả mọi người đều có quyền bộc lộ tất cả những cái nhận định quan điểm của mình bất cứ một cái vấn đề gì. Nếu chúng ta không đi đúng tất cả những cái gì mà quy định bởi hiến pháp thì chúng ta phải chịu trách nhiệm bởi hiến pháp. Và một khi người ta đã thách thức với tất cả những cái sự kiện thì cái phía mà bị đưa ra những cái vấn đề mà theo như cô nói là phê bình thì phản ứng của họ như thế nào? Thực sự ra mà nói, cái phản ứng của họ hiện giờ đang rất dữ dội và khiến cho rất nhiều người nghĩ rằng là họ đang bị chỉ trích. Tuy nhiên cái vấn đề là họ đã làm quá lên khi sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra. Thì trong Mỹ người ta có một cái câu nói là sarcastic, tức nghĩa rằng là dùng từ này để mà gọi là cạt khịa người khác, để mà câu nói ở trên mạng xã hội, gọi là mượn bóng gió để mà bóng gió một nhân vật nào đó nhưng mà mang ý nghĩa xấu. Và những câu chuyện như thế này hiện giờ đối với bộ phim Hẻm Cục là một trong những bộ phim mà khiến người ta phải nói rằng là PR rất là mạnh, quảng cáo rất là nhanh khi mượn câu chuyện này để kể
câu chuyện khác và dùng hình ảnh đó để mà minh oan cho chính bản thân của mình. Thì khán giả nhận định một điều rằng là nghệ sĩ Trấn Thành đã rất thông minh khi mà đi nước cờ này, đổi hoàn toàn phía dư luận rất là nhiều. Thế mà dưới cái mắt nhìn của một người trẻ như cô, có điều kiện đi học hành đầy đủ ở hải ngoại, có điều kiện tiếp xúc qua cái giới media, cô cũng có vậy. Thế thì cô nghĩ qua cái kết quả của cái cuốn phim, cái tập phim Hẻm Cụt đó, nghệ sĩ Trấn Thành có mang lại một cái kết quả thực tế để cho người ta quên đi những cái gì mà ông đã bị một thời dư luận có thể nói cáo buộc ông qua một bà, tôi nói thẳng tay ra lên, đó là bà Nguyễn Phương Hằng. Thế thì ông có cái kết quả hữu hiệu nào không? Cá nhân của Ngọc Ánh, nếu như mà cái bây giờ có ăn chặn hay không, hay là có làm gì đó trái luật pháp hay không, thì đó là mỗi người họ sẽ phải tự hiểu. Chứ Ngọc Ánh sẽ không đưa ra bất kỳ việc này, tại vì mình không phải là người trong cuộc. Đúng. Tuy nhiên nếu như mình đối với một góc nhìn của một người trẻ, và khi mà xem một cuốn phim như vậy, thì phải nói rằng là nghệ sĩ Trấn Thành khá là thông minh. Thông minh. Khi mà sử dụng rất là nhiều những câu chuyện từ chính đời tư của mình để mà đưa lên bộ phim, và sau đó sử dụng ý nghĩa nhân văn rằng là nếu như mà chúng ta không thể yêu thương người ta được nhiều thì hãy bớt chỉ trích và bớt phán xét lại. Oh wow. Như vậy bây giờ thì là cô đi vào đúng, chưa hit the target. Yeah. Tất nhiên là cô đi đúng vào một cái điểm mà báo chí ở Hoa Kỳ cũng giống như báo chí ở ngoài quốc đều đi đến cái kết luận. Thế thì qua cái sự kiện này nó mang lại cái kết luận như cô nói, cái cuộn phim, đoạn phim nó đưa lên một kết luận. Tất cả mọi sự việc, cái gì cũng có thể trải ra ở nhiều nhân vật ở trong cái ngõ kẹt hoặc là hẻm cụt này. Quý vị có thể nghĩ đến đó là ông Võ Hoàng Yên, quý vị có nghĩ đến đó là bà Nguyễn Phương Hằng, đó là ông Huỳnh Mỹ Dũng, người nào cũng được, quyền tự do ngôn luận mà. Cái quyền chứ, người ta có quyền đưa ra những vấn đề đó. Nhưng mà chung cuộc lại là cái message mà ông Trấn Thành gửi đến là mọi người nên sống như thế. Cô cho tôi biết cái nhận định của cô như hồi nãy là cái như thế nào nè. Cá nhân của Ngọc Ánh nghĩ rằng là đây là một thông điệp khá là hay và, và hoàn toàn là ý nghĩa nhân văn. Tại vì thứ nhất, khi mà nghệ sĩ Trấn Thành trong tập cuối của bộ phim vừa qua đã cũng nói một câu rằng là yêu thương nhiều hơn. Yêu thương nhiều hơn. Yêu thương nhiều hơn. Và nếu như mà chúng ta không thể nói được những từ ngữ yêu thương, hay chúng ta không thể yêu thương được một ai đó, nghĩa là mình không thể get along với ai đó. Chúng ta, nếu như chúng ta không thích người đó thì cũng đừng đưa ra những lời bịa đặt hay là vu khống người khác để mà làm cho người khác đau lòng. À, vâng, kính thưa quý vị, hôm nay tôi học được cô Ngọc Ánh một cái sự kiện mà cô nói đến cái sự chuyện bên Việt Nam. Bây giờ chúng ta trở lại bên Hoa Kỳ này. Chúng ta bỏ hết tất cả sự nghiệp, chúng ta bỏ hết cả cái tính mạng của chúng ta bỏ hết tất cả quê hương, ông bà, cha mẹ. Có thể nói chúng ta đến lớn rồi chẳng còn cái gì, chỉ còn lại một cái là khoảnh khắc xa quê hương và chẳng bao giờ chúng ta có hy vọng trở lại cái nơi mà chúng ta lớn lên. Nhưng đến đây chúng ta có nhiều cơ hội trao đổi, chúng ta có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng để rồi chỉ vì một cái sự không hiểu biết lẫn nhau, cho dù quý vị không yêu thương người khác, đó là cái quyền của quý vị. Nhưng quý vị không thể vì vấn đề không yêu thương người khác để rồi chia phe, chia nhóm, người này người nọ, và cứ tối ngày đả kích lẫn nhau liên tục và tạo nên một cái sự gọi là, tôi không biết xài cái chữ gì cho nó thích hợp, tạo nên một cái hố sâu ngăn cách giữa con người với con người, mà chúng ta đều những người nạn nhân, không còn được có cơ hội sống trên cái xứ sở của chúng ta, tìm nơi đất khách quê người, đến đây để chúng ta lại tiếp tục đánh phá nhau. Cái điều đó là chúng ta học được cô bài. Cái câu nói, tôi muốn nghe lại cô nói cái lời nói đó của cô như hồi nãy nè. Dạ vâng, câu nói trong bộ phim của nghệ sĩ Trấn Thành thì Ngọc Ánh sẽ đọc lại một lần nữa, đó chính là nếu như mà chúng ta không thể yêu thương một ai đó, hoặc là không thể nói được những lời yêu thương, thì chúng ta cũng không nên sử dụng những từ ngữ có mang tính chất đả kích hay là hàm oan dành cho người khác. Và chúng ta nên sống yêu thương nhiều hơn, bởi vì cuộc đời rất là ngắn ngủi. Vâng, kính thưa quý vị, tự do ngôn luận không phải là tự do đem đời tư của chúng ta, người khác ra để đả kích, nói xấu thế này thế nào thế kia, không biết đúng hay sai. Nhưng mà nói thật với quý vị, đã đến lúc qua năm Nhâm Dần chúng ta thay đổi hoàn toàn về tất cả những cái gì. Bên Việt Nam chúng ta chê họ thế này thế nọ thế kia, nhưng họ đã có một cái tầm nhìn mới. Thế tại sao chúng ta ở đây không có một cái sự thay đổi trong cái tầm nhìn của chúng ta? Quý vị đang cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng với chương trình Sự kiện trong tuần cùng Ngọc Ánh và nhà báo Đàn Trọng. Và rất là cảm ơn nhà báo Đàn Trọng đã có một chia sẻ rất hay về bộ phim Hẻm Cụt của Trấn Thành. Và phải nói rằng là trong bộ phim này cũng có thêm một đề tài nữa mà Ngọc Ánh nghĩ rằng là chúng ta cũng nên quan tâm nhiều hơn, nếu như mà chúng ta đang quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam cũng giống như là rất nhiều nơi trên thế giới.
Vâng, trước khi chúng tôi đi vào một cái đề tài mới hôm nay với sự hướng dẫn và chương trình của cô Ngọc Ánh, xin phép quý vị cho tôi được gửi lời cảm ơn với tất cả những ai cộng tác với chương trình của chúng tôi. Và trong quá khứ, chúng tôi mở rộng cánh tay để mời chào đón tất cả mọi người đến với chương trình của chúng tôi để ngày được phong phú hơn. Cũng cảm ơn Ngọc Ánh đã dồn tất cả những cái thời giờ. Tôi biết cô rất bận rộn về vấn đề học vấn của cô, nhưng mà cô vẫn dành và cô tìm những cái đề tài mà có thể nói đó là lúc chúng ta cần tìm hiểu thêm để trao đổi những cái điều hữu ích với nhau nhiều hơn. Cảm ơn cô. Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Đàng Trọng. Và bây giờ thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Ngọc Ánh cũng muốn nói trong sự kiện tuần này, đó chính là liên quan đến vấn đề cộng đồng LGBT hay còn gọi rằng là cộng đồng người đồng giới tính. Dạ đúng rồi. Thì không biết là nhà báo Đàng Trọng có nghe qua về cộng đồng LGBT chưa ạ? Wow, bây giờ để tôi hơi đi xa chút xíu, tôi nói chuyện cho cô Ngọc Ánh biết về cái vấn đề đồng giới tính. Xã hội Việt Nam của chúng ta là một cái xã hội rất khó khắc nghiệt. Dạ đúng. Ngày xưa trong lúc chúng tôi ở trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì những người quân nhân của Hoa Kỳ mà người ta gọi là, hồi xưa chưa gọi là gays, tôi xin xóa lại những cái tiếng nói đó mà người ta gọi là queer. Dạ, thì tất cả những người đó không có được quyền phục vụ trong quân đội. Dạ đúng. Trong một cái gia đình nào đó mà có một người con mà có thể nói bị đồng giới tính, họ bị che đậy và có thể nói là bị có cái sự gọi là ruồng bỏ của cả một cái cộng đồng của tập thể ở trong cái khu vực đó. Là dĩ nhiên những cái người đồng giới tính họ cũng những cái bị gọi là sách nhiễu tình dục rất nhiều. Ở đây hôm nay chúng tôi nói đến cái vấn đề cái giá trị của con người. Dù họ là gì đi nữa, họ cũng vẫn là con người và họ có quyền sống theo cái bản ngã cái của họ, cái nhận định của họ, miễn họ không làm gì hại những người khác mà thôi. Ngay cả vấn đề tôn giáo ngày nay, nếu cô theo dõi kỹ thì cô thấy Đức Giáo Hoàng Francis cũng đưa ra một cái nhận định rất là rõ ràng về những người đồng giới tính. Thì điều đó có nghĩa rằng thế giới càng ngày càng nhìn thấy cái vấn đề đồng giới tính là một sự kiện trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta cũng đừng có nên nhìn cái vấn đề đó như là một cái trò cười chế giễu, hay là có những cái hành động có thể nói đi ngược lại cái vấn đề tôn trọng giá trị của con người người ta. Dạ vâng, tại vì thật sự ra mà nói, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều, như Ngọc Ánh cũng nhìn thấy, nhà báo Đàng Trọng cũng nhìn thấy rất là nhiều những sự kiện hay là rất nhiều những truyền thông luôn đưa ra về vấn đề là bảo vệ cộng đồng LGBT hay còn gọi là cộng đồng người đồng giới. Tuy nhiên rất là ít ai biết được một điều rằng là rất nhiều nơi trên thế giới đến tận thời điểm hiện tại, giữa hai thế hệ cha và mẹ, rồi sau đó là ông và bà và cháu, thì những thế hệ này họ vẫn chưa nhìn nhận ra được có một cái ánh nhìn chung về cái thiện cảm hơn đối với người đồng giới. Tại vì rất nhiều các bạn trẻ hiện giờ sinh ra vẫn phải giấu giới tính thật của mình, và sau đó các bạn vẫn kết hôn với người khác giới như một người đàn ông hoặc là như một người phụ nữ bình thường, mặc dù là các bạn không hề hứng thú với một chút nào cả. Và trong bộ phim của nghệ sĩ Trấn Thành cũng có nói một câu rằng là chúng thôi kệ đi, con mình lớn rồi, miễn sao hạnh phúc là được. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn chưa thể gọi là cởi mở nhiều hơn về cái vấn đề cộng đồng LGBT? Thì Ngọc Ánh không biết rằng là, Ngọc Ánh là với người trẻ đi, không biết là nhà báo Đàng Trọng những thế hệ đi trước nghĩ sao về vấn đề cộng đồng LGBT mà chưa được đón nhận rất là nhiều. Thật sự mà tôi nói với cô, để cô Ngọc Ánh có một cái nhận định về cái cuộc chiến ở tại Việt Nam, và lúc đó cái thời điểm bao nhiêu người đều tập trung vào tất cả cái cuộc chiến. Sống chết chiến tranh luôn luôn, thành ra cái vấn đề đồng giới tính cũng phải là một cái vấn đề có xảy đến nhưng mà người ta không quan tâm tập trung nhiều để giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên sau năm 1975 thì bắt đầu cái vấn đề đồng giới tính nó phát triển ra nhiều, và ngày nay thì cái có thể nói cái lực lượng của những người đồng giới tính họ có một cái tổ chức rất là kháng khít, họ có một cái truyền thống tổ chức bò ngứng ngặt lên, họ hiên ngang và họ có thể nói rằng họ sống với cái bản ngã của họ, tất nhiên cái bản chất của họ như thế nào. Thành có thể nói cái khoảng thời gian mà chúng tôi đến Mỹ thì chúng tôi bắt đầu hiểu được là những người đồng giới tính họ cũng có một cái quan điểm, có một cái nhận định giống như tất cả những người khác ở trên cái hành tinh này. Nhưng mà theo cái sự hiểu biết của tôi về nhận định thì tôi nghĩ cũng chưa hẳn là họ đã có đầy đủ cái quyền mà họ mong muốn. Cuộc sống của họ cũng còn có nhiều cái khắc nghiệt, và có thể nói rằng là cũng đem lại những cái hậu quả khá đau thương cho họ. Dạ vâng, đúng rồi, đến tận thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều các bạn trẻ vẫn chưa được sự ủng hộ từ phía của gia đình để mà có thể dám đấu tranh sau đi phẫu thuật giới tính, và thậm chí rằng là sống thật với bản chất của mình. Các bạn vẫn phải đi học mặc một quần áo nam sinh, mặc dù trong người mình thì lại muốn trở thành một người nữ. Và những vấn đề này hiện giờ vẫn được đưa ra rất nhiều. Chúng ta cũng có một lá cờ 7 màu dành cho cộng đồng LGBT. Và vào tháng 6 hàng năm thì chúng ta vẫn có một sự kiện là sự kiện dành cho người đồng giới, rất là nhiều lá cờ được share lên. Mặc dù đến tận thời điểm hiện tại chúng có rất nhiều quốc
quốc gia vẫn còn cấm đoán, đặc biệt là về phía của Trung Quốc. Thì Ngọc Ánh không biết rằng là nhà báo Đoàn Trọng có để ý hay không là vừa qua phía Trung Quốc vừa mới cấm tất cả các bộ phim xoay quanh câu chuyện là người đồng giới. Nếu như mà bộ phim này được quay lên ví dụ như là một tình cảm giữa hai người nam với nhau hoặc hai người nữ thì bộ phim này sẽ hoàn toàn bị cấm. Thì không biết là nhà báo Đoàn Trọng cảm thấy như thế nào về cái sự cấm đoán này? Tôi có điều kiện làm việc ở Hồng Kông, cũng như tôi có điều kiện đến Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc còn khắt khe rất nhiều về vấn đề những người đồng giới tính. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những người đồng giới tính không được quyền hoạt động ở tại Trung Quốc. Ngày 1, ngày 2 bây giờ thì tất cả những người đồng giới tính họ có thể nói họ không khuất phục bởi những cái sự lãnh đạo của Tập đoàn Cộng sản, đương nhiên là Bộ Chính trị Cộng sản ở tại Bắc Kinh. Lẽ nhiên thì trong tương lai với 1 tỷ người thì lại cái con số đó càng ngày càng gia tăng và thôi. Nhưng một trong những cái vấn đề mà tôi cũng muốn hỏi cô Ngọc Ánh rằng là thế thì cô nghĩ rằng trong tương lai cộng đồng của chúng ta, tôi nói muốn nói cộng đồng người Việt của chúng ta này, có một điều không riêng gì ở tại Bắc Kinh, không riêng gì ở tại Thượng Hải, không riêng gì ở tại Trung Quốc, thì chúng ta nhìn lại trong cái cộng đồng của chúng ta diễn hành vừa qua này, lại nhìn thế tại sao không có những cái người đồng giới tính xuất hiện ở trong đó? Dạ vâng, có đó nhà báo Đoàn Trọng. Chẳng qua là chúng ta không có được những cái thước phim quay nhiều thôi. Trong cái diễn cảnh có một cái lát, có một số bạn trẻ đại diện cho cộng đồng LGBT, các bạn có cầm cờ bảy màu để mà đi ngang qua diễn hành đó. Vậy hả? Dạ vâng, chẳng qua thật sự ra là tại vì do là Ngọc Ánh nghĩ một điều rằng là đây là sự kiện của người Việt, thì thật sự ra mà nói người Việt chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nhìn hết được hết tất cả những cái câu chuyện xoay quanh cộng đồng LGBT, cho nên là ít ai để ý thôi. Nhưng thật sự là có, Ngọc Ánh có thấy cái diễn đàn. Thì tôi với cô là cover được cái diễn hành đó, nhưng mà chúng ta có thể nói là cùng kém may mắn không có được. Tôi cũng muốn háo hức để tìm cái câu hỏi là coi thử liệu có những người đồng giới tính đó họ có cuộc diễn hành hay không, tham dự đoàn diễn hành. Nếu như mà cô nói rằng là có thì đó là một cái tin vui cho cộng đồng người Việt. Là tại vì sao? Vì ngày nay những người đó họ hiên ngang và họ không cảm gọi là xấu hổ hay gì khi có mặt trong cộng đồng, và họ tự đưa ra một cái gọi là cái thông điệp cho tất cả mọi người: chúng tôi cũng có quyền sống như tất cả mọi người. Và bên cạnh đó thì chúng ta, nếu những ai nào đó có thể quý vị thích hay không thích là cái quyền của quý vị. Dạ đúng. Quý vị không muốn để cái hình đó trong nhà của quý vị là cái quyền của quý vị thôi, không có cái gì hết. Nhưng mà chúng ta đừng có những cái ngạo mạn, cái chê bai, những nhạo báng và có thể nó hất hủi những người đó, vì họ không có phải là những người mà chúng ta cần phải có hành động như vậy. Thì đúng, thật sự ra mà nói vấn đề về tình bị kỳ thị giới tính là cái thứ nhất, là vấn đề là không phải là bệnh, mà đây chỉ là một cái vấn đề rối loạn trong hormone, cho nên xã hội. Dạ đúng, là trong xã hội nói chung, chứ không ai muốn mình mang ra đã có một cái giới tính đặc biệt như vậy. Tại vì nếu như mà nói như vậy thì tất cả những người khác, chúng ta giới tính nữ sẽ khác, những người giới tính nam thì khác, còn những người đồng giới họ không được quyền có tự do hạnh phúc, thì đây là một vấn đề quá bất công. Và họ mình nghĩ rằng là họ mang bệnh, nhưng thực ra đây là một chuyện hết sức bình thường. Và Ngọc Ánh biết một điều rằng là thời xưa châu Âu đã có giới tính thứ ba rồi, chẳng qua là sau quá nhiều cuộc chiến tranh, và sau đó rằng là có colonials, có quá nhiều sự chiến tranh và thực dân Pháp đủ thứ hết, cho nên là khiến cho cái giới tính thứ ba này dần dần bị lu mờ, và sau này chúng ta mới có những cái sự kiện này quay trở lại. Vâng, hôm nay chúng tôi đến với quý vị qua một trong cái chương trình mà chúng tôi gọi là sự kiện trong tuần, đó là những cái vấn đề mà trong tuần này chúng tôi quan tâm đến rất nhiều, vấn đề giá trị của những người sinh viên Nhật, họ đạt được không được tôn trọng, họ được đối xử có thể nói là kỳ thị ở tại Nhật Bản, và chúng ta không thể nào để họ lẻ loi một mình, chúng ta cần theo dõi và chúng ta cần nói lên tiếng nói để cho thế giới biết rằng quan điểm của người Việt chúng ta có thể nói dù ở bất cứ trường hợp nào, bất cứ những cái sự gì, chúng ta vẫn đoàn kết và luôn luôn hướng dẫn nhau đi đến một cái tương lai tốt đẹp. Kể đến vấn đề qua cái chuyện phim của tôi dành lại cho cô về nói vấn đề đó với khán giả trước khi chúng tôi chia tay. Dạ vâng, thông qua 2 cuốn phim Along with the Sea của đạo diễn Nhật Bản và cũng giống như là bộ phim web drama Hẻm Cục của Trấn Thành, thì Ngọc Ánh cũng giống như là nhà báo Đoàn Trọng vẫn hy vọng rằng là chúng ta sẽ mở rộng trái tim yêu thương của mình nhiều hơn để mà có thể đón nhận rất nhiều người Việt khắp nơi trên thế giới, không chỉ là người Việt mà rất nhiều người gia tộc khác. Chúng ta không phải rằng là chỉ bởi vì họ khác da sắc màu, họ khác cái làn da mà chúng ta phân biệt đối xử được, bởi vì chúng ta đều có quyền con người. Và Ngọc Ánh rất là cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi hết chương trình sự kiện trong tuần của Ngọc Ánh và nhà báo Đoàn Trọng. Hy vọng rằng là Ngọc Ánh và nhà báo Đoàn Trọng sẽ có cơ hội gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kỳ tới.